Anh ơi ơi, ở trước có bao nhiêu người vậy con? Lên thăm dò coi, rái cá ti ti nó không chịu về nhà nè. Nó nói có người nó không chịu về nè. Nó trốn nè. Đó. Đây. Ti ti không chịu về nên cả đồng bọn phải đu trong rừng rước với ti ti. Đợi cho con người đi rồi tụi mình mới về hả con? Sao phiền quá vậy? Người nguy hiểm quá hả? Nó làm cho lấy cá sắp tuyệt chủng hết luôn rồi đúng không con? Nên giờ gặp người là trốn như đó. Hỏi sao quý vị không thấy được rế cá? Dạ, ti ti nó là rế cá hoang dã, nên chỉ cần thấy cái bóng người tuốt 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 đằng kia thôi là nó đã bỏ chạy rồi. Và nó bắt em phải đứng đây chung với nó. Dạ, mặt đứng đây chung với nó vậy đó. Chắc đợi người ta làm việc xong, đóng thuyền xong rồi mới về hả ti ti? Trời ơi, bây giờ con đường của chúng ta có một con đường đó hả? Mà con không chịu về. Con sợ người. Con trốn vô quần áo tiêu không được không? Con người ăn ở làm sao mà thú sợ quá vậy trời? Sao ti ti không sợ tiên cá? Có nhiều người nói tôi nuôi ti ti quen hơi rồi nên không sợ. Trời trời, người ta tiên cá mới gặp ti ti lần đầu tiên là ti ti mê tiêu luôn rồi đúng không? Sợ gì trời, người thân thể người ta tác ra mùi hương thơm chiên đàn, các loài thú hoang dã đều yêu quý. Ôi ôi trời, tự mấy anh phỏng đoán không, không chấp nhận sự thật người có thể tiến hóa thành ti luôn. Nó hung tôi luôn á, cho nó hung tôi luôn á quý vị, nó úp mặt nó cho nó hung tôi á. Công nhận sự thật liền, quá đáng yêu. Ti ti nó yêu tiêu rồi, ti ti yêu tiêu rồi đúng không? Nói một câu cho anh em nể coi, nó hung luôn nó. Ôi trời ơi, hung, trời ơi, trời ơi, trời ơi, hung. Thôi 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 đừng hung, thì gớm, hung riết tôi thành con rái cá luôn bây giờ. Đó, dụ dụ lại gần đó. Nó nghe tiếng tao đóng thuyền đằng kia mà nó là bỏ trốn rồi nè. Bỏ trốn á mọi người, có tí u nó mới không bỏ trốn á. Bây giờ cự ly rồi trốn, lặng nhưng mà có tí u nó không bỏ đi. Trời ơi, tiên cá là như vậy á trời.